quay YouTube vậy mà mình không nói không gì là quay vậy thôi. Quay quay ẩn mà. Đánh cho nước sôi luôn ha. Dạ. Cho cái trà khí tô uống. Nãy Linh nhắn mình định gọi Linh nhưng mà thôi nó thấy kỳ đỡ rồi cho Nga họp mình nữa không? Lúc nào? Lúc mà mới ép cọc xong á, Linh nói, anh nhớ là báo cáo lại mai mốt thanh toán giám sát này người ta chiếu cố đó, báo cáo giám sát á, tuần tháng này. Ủa, nhớ bỏ bên đấy bỏ báo cáo giám sát rồi mà. Đã biết giờ Linh đưa văn bản này mà chưa kịp đọc được thôi, cứ thả tim. À, cái báo cáo định kỳ. À, quên em nói nhật ký giám sát rồi, báo cáo giám sát là báo định kỳ. À, nhật ký bỏ. Mình nói nghĩ bụng mới được tôi mà Lan phải đang muốn xù lương tôi rồi tôi đang bị đường cứu nước rồi chưa luôn ha. Trời ơi mà anh em nó đăng lên group bà nói sao phải không, ai muốn nghỉ thì nghỉ, trời ơi chốt bảo hiểm xã hội còn lương thì sẽ trả nhưng mà khi nào có tiền sẽ trả. Mấy người nói cầu anh em mới lắc đầu đi. Mà bây giờ thưa là bả dính á, thưa ra sở sở lao động Gò Vấp là mà anh Hùng không can thiệp hả? Không dính bệnh đâu biết gì đâu giờ gần như bây giờ mà anh em mà nó đình công nó kéo về nó không ra công trường nữa là đụng là bả bị chủ tư xích liền đó. Là tổng ty nó xóa chi nhánh miền Nam luôn đó. Nó lấy lại luôn tại vì luật là không được một doanh nghiệp nào nợ lương quá 2 tháng người lao động về luật đó nha, nợ tới 6 tháng phụ cấp phụ kiết không có một đồng bạc rồi như là lương chưa có thì phụ cấp không là cũng lạ mà thấy chúng nhiều chương trình mà ta bà này bà có một cái cách làm như này nè, mình là làm công ăn lương nhưng bà nghĩ mình giống như làm khoán á. Tức là tiền về tao trả mày à cái suy nghĩ ở trong đầu vậy đó, thường làm công ăn lương là gì, chồng mẹ tao lời tao lỗ chồng mẹ tao mày biết gì đúng không à? Mày tháng nhiêu tao trả mày hết tháng nhiêu, làm công ăn lương rồi. Là chỉ biết là tới tháng lãnh tiền thôi à, còn là tao không dùng mày thì tao kêu mày nghỉ thế thôi hết đúng không. Ủa cột còn bãi là chơi quy qua là tiền về thì bả trả. Là giống như mình là làm khoán lời ăn lửa chịu tiền không về tự thôi khỏi luôn à, cách làm chứ không bỏ tiền túi á hả cái giọng cách làm
nhưng mà lúc mà ký hợp đồng là bả tạm ứng, tạm ứng ít nhất cũng được 20-30% mà chứ, bả tạm ứng không ta? Chẳng hiểu hợp đồng đó. Nào nhưng mà hợp đồng ký hợp đồng có tạm ứng rồi nha. Nhưng mà nhưng mà mình nói Phước là mình đâu phải là cái người mà trong cái cổ đông đâu. Đúng, mình không hề biết được tiền bạc nó sẽ về như thế nào và nào. Ý em nói là hợp đồng ký hợp đồng có tầm ứng 20%, ta chích cái tiền làm ứng nó trải thì mình nghĩ là phải có chứ, không có trải cho nhân viên mấy công trình khác cũng được. Vậy là thứ hai đó là một anh là một doanh nghiệp, anh phải có cái đồng tiền của anh ứng lao động để anh trả cho người lao động. Còn cái tiền mà anh lấy từ một cái sản phẩm mà anh đấu thầu á là lời ăn lỗ chịu là chuyện của anh, được không? Chứ đâu anh đâu có gom cái người lao động vô cái chuyện vô nắm rồi tới lúc mà anh có tiền anh mới trả đó, không? Rồi tường rồi sao anh, tường rồi sao cũng vậy luôn hả? Tường mới là dở, tường thì đứng ra hô hào, nhưng mà bây giờ ngày hôm qua ngày hôm kia thì lại nói là thôi bây giờ tôi xin lỗi anh em là tôi không có dính líu về tiền bạc được. Mình nói Tường ngay từ đầu rồi, nói Tường ơi ông làm, ông là người điều, nó là cái người điều động nhân viên, phải không? Anh điều động nhân viên thì anh không biết là anh phải có trách nhiệm. Bây giờ anh nói một câu là bây giờ tôi không có một cái dính líu gì để tiền đó, là nó anh liên hệ với anh Hùng với chị Lan, nói câu đó thì mình thấy căng à, căng à. Có mình thưa thì cũng xong thôi, thưa thì thì nhiều người cũng cản, nói là bây giờ nếu mà thưa thì thanh tra sẽ nhảy vô là bà Lan đấy, nó sẽ xốp bà Lan ra liền. Nếu anh là chi nhánh anh không đủ khả năng hoạt động thì anh phải trả về cho tổng công ty, cho công ty mẹ. Thứ hai là anh không được nợ lương người lao động quá hai tháng, mà bây giờ anh đã nợ lương thì anh phải có một cái biên bản làm việc. Mà giải pháp là đầu tiên là anh nợ thì anh phải chịu tiền lãi, tức là anh giữ lương người ta anh chịu tiền lãi theo ngân hàng nhà nước vậy đó. Ví dụ anh nợ người ta tháng một đúng không, tháng hai ba tháng bốn năm sáu đó thì tính tháng một lãi nhiêu, tháng hai tính đến khi anh trả cho người ta là tính lãi, và thời gian không quá bao nhiêu ngày vậy đó. Và nữa là nó sẽ gửi văn bản cho các chủ đầu tư là doanh nghiệp nó không có hoạt động, rồi gửi về cho tổng ty nó sẽ tước cái quyền của ông Hùng luôn, là bả mất luôn á, công ty mất chi nhánh luôn. Thời mà chị Lan với anh Hùng là cho vay dữ lắm mà ta. Ông Hùng á, ông khôn, họ Lan bả mất khôn. Ông Hùng á là ông tìm mọi cách để bà Nga có thể hỗ trợ cho ông. Tức là ông suốt ngày muốn đi ở bà Nga đó. Bà Nga kêu ông làm gì á, ông làm xong có con dấu á, thậm chí ông nhờ luôn cán bộ bà Nga luôn á, làm cho ông đi thì ông sẽ chi tiền á, rồi xong cái ông có con dấu bệnh vô ông Hùng khôn á, mà Lan không làm. Thấy đợt của Hạnh đó làm cho anh Hùng nó hiểu rằng là mình thiếu tiền á, anh Hùng cho quay luôn á hả, cho quay luôn. Hồi xưa ông Hùng tuyên bố mà tôi làm thì làm, nhưng mà tôi phải có một cái khoản để tôi thanh toán lương. Ông tuyên bố mà tôi làm, ví dụ như là có những cái người mà bà con của ổng á thì gọi là ở ngoài Bắc thì một năm ta mới lấy một lần, ok anh năm lấy một lần thì cuối năm tôi chốt cho anh nha, còn anh này tháng nào cũng lấy, ok. Ông hay lắm, ông hay nè, tôi thấy ông hay rồi, nó nhiều khi nó hơi kỳ kỳ, ông đi xin nhà thầu luôn á, ông nói, mày cũng mày cho tao vài đồng tao trả lương cho thằng A thằng B thằng C thôi, không nhưng mà nói mình không phải là khen ổng cái đó, nhưng mà ý mình nói ổng không có thụ động cho bà Lan, tức là ổng làm sao tới ngày đến giờ để ổng có tiền ổng trả cho cái người lao động. Không, em làm với anh Hùng một anh trình em thấy ổng sống được á, chứ không phải là nó làm với đồng bà Lan, bây giờ nó nói ngang bà Nga nợ bà nhà thầu thi công chậm, không phải lỗi bà, cho nên tiền về bà trả cho nó câu đó đâu được trả, tôi không biết tiền mà
mấy mình trong một nhóm các kỹ sư.